vô lượng thọ kinh, ưu bà đề xá, nguyện sanh kệ. Bà tổ bàn đậu Bồ Tát tạo. Nguyên ngụy, thiên trúc, tam tạng Bồ Đề lưu chi, phụng chiếu dịch. Việc dịch, bửu quan tự, đệ tử như hòa. Thế tôn, còn nhất tâm, quy mạng tột mười phương, vô ngại quan như lai, nguyện sanh cõi an lạc con nương theo khế kinh, tướng công đức chân thật, nói nguyện kệ tổng trì, tương ứng lời Phật dạy. Quán tướng thế giới ấy, vượt hơn đạo tam giới, rốt ráo như hư không, rộng lớn không bờ mé. Chánh đạo đại từ bi, xuất thế thiện căng xanh, quang minh sạch trọn đủ, như gương, vần nhật nguyệt. Đủ tánh các trân bảo, đầy đủ diệu trang nghiêm, vô cấu quan hừng hực sáng sạch rạng thế gian. Cỏ công đức tánh báu, mềm mại, trái phải chuyển, chạm vào vui thù thắng, hơn ca chiên lân đà. Ngàn vạn loại hoa báu, phủ kín ao, suối chảy, gió nhẹ lay cánh hoa, ánh sáng sen tạp chuyển. Cung điện, các lầu, gác, quán, mười phương vô ngại, mỗi cây quan sắc khác, làng càng báu vây khắp. Vô lượng báu giang sen, lưới mành khắp hư không, các thứ linh vàng tiếng, tuyên nói diệu pháp âm. Mưa áo hoa trang nghiêm, vô lượng hương sông khắp, Phật huệ nhật sáng sạch, trừ si tối cõi đời. Tiếng phạm ngộ sâu xa, vi diệu thấu mười phương, chánh giác A-di-đà, Pháp vương khéo trụ trì. Tịnh hoa chúng như lai, hoa chánh giác hóa xanh, yêu thích vị Phật Pháp, thiền tam muội thức ăn mãi lìa thân tâm khổ, hưởng vui thường chẳng ngớt, cõi đại thừa thiện căn, trọn không tên chê dèm. Nữ nhân và căn khuyết, giống nhị thừa chẳng sanh, điều chúng sanh mong thích, hết thảy đều thỏa mãn. Do vậy, nguyện sanh về, cõi A-di-đà Phật, vô lượng đại bảo vương, đài hoa tịnh, vi diệu. Tướng hảo quang một tầm, hình sắc trỗi muôn loài, như lai tiếng vi diệu âm phạm vọng mười phương như đất nước lửa gió hư không chẳng phân biệt chúng trời người bất động biển thanh tịnh trí xanh như núi chúa tu di thắng diệu không chi hơn chúng trượng phu trời người cung kính vây chiêm ngưỡng quán sức bổ nguyện phật người gặp chẳng luống uổng có thể mau thỏa nguyện biển công đức báu lớn cõi an lạc thanh tịnh thường chuyển vô cấu luân hóa Phật, Bồ Tát Nhật, như tu di trụ trì. Vô cấu trang nghiêm quang, một niệm và một thời, chiếu khắp các Phật hội, lợi ích các quần xanh. Mưa nhạc trời, áo hoa, hương màu thảy cúng dường, khen công đức chư Phật, chẳng có tâm phân biệt. Thế giới nào chẳng có, báu Phật Pháp công đức, con đều nguyện vãng sanh, dạy Phật Pháp như Phật. Con soạn luận, nói kệ, nguyện thấy Di Đà Phật cùng khắp các chúng sanh, vãng sanh cõi an lạc. Vô lượng thọ tu đa la chương cú, con dùng kệ tụng nói chung đã xong. Luận rằng, bài nguyện sanh kệ này nêu rõ những ý nghĩa nào. Nhằm chỉ rõ, quán thế giới an lạc, thấy A-di-đà Phật, nguyện sanh về cõi ấy. Quán như thế nào? Sanh tính tâm như thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu ngũ niệm môn hạnh thành tựu, rốt ráo sẽ được sanh về cõi nước an lạc, thấy Đức A-di-đà Phật. Những gì là ngũ niệm môn? Một, là lễ bái môn. Hai, là tán thắng môn. Ba, là tác nguyện môn. Bốn, là quan sát môn. Năm, là hồi hướng môn. Lễ bái là như thế nào? thân nghiệp lễ bái a di đà như lai ứng chánh biến tri do ý nghĩa vì sanh về cõi ấy tán tháng là như thế nào khẩu nghiệp tán tháng xưng danh hiệu của đức như lai ấy tướng quang minh và trí huệ của đức như lai ấy đúng như danh nghĩa của ngài vì muốn như thật tu hành hồng tương ứng Tác nguyện là như thế nào tâm thường phát nguyện nhất tâm chuyên niệm rốt cuộc vãng sanh cõi nước an lạc vì muốn như thật tu hành chỉ quan sát như thế nào trí huệ quan sát Chánh niệm quán cõi kia vì muốn như thật tu hành quán sự quan sát ấy có ba loại những gì là ba loại một là quan sát công đức trang nghiêm của cõi Phật ấy hai là quan sát công đức trang nghiêm của A Di Đà Phật ba là quan sát công đức trang nghiêm của các vị Bồ Tát trong cõi ấy. Hồi hướng là như thế nào? Chẳng bỏ hết thảy chúng sanh khổ não, tâm thường phiền não hồi hướng làm đầu, vì để thành tựu tâm đại bi. Quan sát công đức trang nghiêm của cõi nước Phật ấy như thế nào? Công đức trang nghiêm nơi cõi nước Phật ấy là do thành tựu sức chẳng thể nghĩ bàn, như tánh của chất báu mani như ý vi pháp tương tự tương đối. Quan sát trang nghiêm công đức thành tựu nơi cõi nước Phật ấy, hãy nên biết là có 17 thứ. Những gì là 17? 1. Là trang nghiêm công đức thanh tịnh thành tựu. 2. Là trang nghiêm lượng công đức thành tựu. 3. Là trang nghiêm tánh công đức thành tựu. 4. Là trang nghiêm hình tướng công đức thành tựu. 5. Là trang nghiêm các thứ sự công đức thành tựu. 6 là trang nghiêm diệu sắc công đức thành tựu. 7. là trang nghiêm xúc công đức thành tựu. 8. là trang nghiêm ba thứ công đức thành tựu. 9. là trang nghiêm mưa công đức thành tựu. 10. là trang nghiêm quang minh công đức thành tựu. 11. là trang nghiêm âm thanh màu nhiệm công đức thành tựu. 12. là trang nghiêm chủ công đức thành tựu. 13. Là trang nghiêm quyến thuộc công đức thành tựu 14. Là trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu 15. Là trang nghiêm không có các nạn công đức thành tựu 16. Là trang nghiêm đại nghĩa môn công đức thành tựu 17. Là trang nghiêm những điều mong cầu đều được thỏa mãn công đức thành tựu Trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu Kể viết Quán tướng thế giới ấy vượt hơn tam giới đạo trang nghiêm lượng công đức thành tựu là như kệ nói. Rốt ráo như hư không, rộng lớn, không ngàn mé. Trang nghiêm tánh công đức thành tựu là như kệ nói. Chánh đạo đại từ bi, thiện căn xuất thế sanh. Trang nghiêm hình tướng công đức thành tựu là như kệ nói. Quang minh tịnh mãn nguyện, như gương, vần nhật, nguyệt. Trang nghiêm các thứ sự công đức thành tựu là như kệ nói. Đủ tánh các trân bảo, trọn đủ diệu trang nghiêm. Trang nghiêm diệu sắc công đức thành tựu là như kệ nói. Vô cấu quang chói rực, sáng sạch rạng thế gian. Trang nghiêm xúc công đức thành tựu là như kệ nói. Cỏ báu tánh công đức, mềm mại, trái phải xoay, chạm vào vui thù thắng, hơn ca chiên lân đà. Trang nghiêm ba thứ công đức thành tựu bèn có ba loại sự, hãy nên biết những gì là ba thứ một là nước hai là đất ba là hư không trang nghiêm nước công đức thành tựu là như kệ nói ngàn vạn loại hoa báu phủ rợp ao suối chảy gió nhẹ lay cánh hoa quang minh sen tạp chuyển trang nghiêm địa công đức thành tựu là như kệ nói cung điện các lầu gác quán mười phương vô ngại cây cối quan sát lạ là... Làng càng báu vây khắp. Trang nghiêm hư không công đức thành tựu là như kệ nói. Vô lượng báu giang sen, lưới mạnh khắp hư không, Các thứ linh vàng tiếng, tuyên diễn pháp âm màu. Trang nghiêm mưa công đức thành tựu là như kệ nói. Mưa áo hoa trang nghiêm, vô lượng hương sông khắp. Trang nghiêm quang minh công đức thành tựu là như kệ nói. Phật huệ nhật sáng sạch, trừ si tối thế gian trang nghiêm diệu thanh công đức thành tựu là như kệ nói tiếng phạm ngộ sâu xa vi diệu rền mười phương trang nghiêm chủ công đức thành tựu là như kệ nói chánh giác a di đà pháp vương khéo trụ trì trang nghiêm quyến thuộc công đức thành tựu là như kệ nói chúng như lai tịnh hoa hoa chánh giác hóa xanh trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu là như kệ nói yêu thích vị phật pháp thiền tam muội để ăn. Trang nghiêm công đức thành tựu chẳng có các nạn là như kệ nói. Mãi lìa thân tâm não, hưởng vui chẳng gián đoạn. Trang nghiêm đại nghĩa môn công đức thành tựu là như kệ nói. Cõi đại thừa thiện căn bình đẳng, không có danh xưng chê dèm, ghét bỏ, nữ nhân và thiếu căn chủng tánh nhị thừa chẳng sanh. Hãy nên biết quả báo cõi tịnh độ lìa khỏi hai lỗi chê dèm ghét bỏ. Một là thể, hai là danh. Thể có ba loại, một là hàng nhị thừa, hai là nữ nhân, ba là kẻ các căn chẳng đầy đủ. Do không có ba lỗi ấy nên gọi là lì sự chê dèm, ghét bỏ về mặt thể. Danh cũng có ba thứ, không chỉ là chẳng có ba thể mà thậm chí chẳng nghe ba thứ danh xưng là nhị thừa, nữ nhân và các căn chẳng đủ nên gọi là ly sự dèm chê, ghét bỏ về mặt danh. Đẳng là bình đẳng nhất tướng. Trang nghiêm công đức thành tựu hết thảy những điều mong cầu đều được thỏa mãn là như kệ nói. Điều chúng sanh ưa muốn, hết thảy đều thỏa mãn. Nói đại lược 17 thứ trang nghiêm công đức thành tựu của cõi nước A Di Đà Phật, vì thị hiện sức đại công đức thành tựu lợi ích tự thân và công đức thành tựu lợi ích người khác. Sự trang nghiêm nơi cõi nước của vô lượng thọ Phật chính là tướng cảnh giới mầu nhiệm để nhất nghĩa đế, bao gồm 16 câu và một câu nói theo thứ tự, hãy nên biết. Quán sự trang nghiêm do công đức thành tựu của Phật như thế nào? Quán sự trang nghiêm do công đức thành tựu của Phật thì có 8 loại tướng, hãy nên biết. Những gì là 8 loại? 1. Là trang nghiêm tòa công đức thành tựu. 2 là trang nghiêm thân nghiệp công đức thành tựu. 3. là trang nghiêm khẩu nghiệp công đức thành tựu. 4. là trang nghiêm tâm nghiệp công đức thành tựu. 5. là trang nghiêm đại chúng công đức thành tựu. 6. là trang nghiêm thượng thủ công đức thành tựu. 7. là trang nghiêm chủ công đức thành tựu. 8. là trang nghiêm công đức thành tựu trụ trì chẳng thực hiện uổng công trang nghiêm tòa công đức thành tựu là gì? Kệ rằng, vô lượng đại bảo vương, đài hoa sạch vi diệu. Sự trang nghiêm do công đức thành tựu nơi thân nghiệp là gì? Kệ nói, tướng hảo, quang một tầm, hình sắc trỗi muôn loài. Những gì là sự trang nghiêm do công đức thành tựu nơi khẩu nghiệp? Kệ rằng, tiếng như lai vi diệu, âm phạm vọng mười phương. Những gì là sự trang nghiêm do công đức thành tựu nơi tâm nghiệp, kệ rằng: Như đất, nước, lửa, gió, hư không, vô phân biệt. Vô phân biệt là chẳng có cái tâm phân biệt. Những gì là sự trang nghiêm nơi công đức thành tựu của đại chúng, kệ rằng: Chúng thiên nhân bất động, biển trí thanh tịnh sanh. Những gì là sự trang nghiêm nơi công đức thành tựu của bậc thượng thủ, kệ rằng: như núi chúa tu di, thắng diệu không chi hơn. Những gì là trang nghiêm chủ công đức thành tựu, kệ rằng, chúng trượng phu trời người, cung kính vây chiêm ngưỡng. Những gì là sự trang nghiêm của công đức thành tựu trụ trì chẳng uổng công thực hiện, kệ rằng, quán sức bổ nguyện Phật, gặp gỡ chẳng lún uổng, có thể mau thỏa nguyện, biển công đức báu lớn. Liền thấy đức Phật ấy, Hàng Bồ Tát chưa chứng tịnh tâm, rốt ráo sẽ chứng bình đẳng pháp thân, rốt ráo cùng với bậc tịnh tâm Bồ Tát và các vị Bồ Tát đã đăng địa cùng đắc tịch diệt bình đẳng. Nói đại lược tám câu thị hiện công đức trang nghiêm tự lợi và lợi tha của Như Lai, thành tựu theo thứ tự, hãy nên biết như thế. Quan sát công đức trang nghiêm của Bồ Tát như thế nào? quan sát công đức trang nghiêm của bồ tát là quán các vị bồ tát ấy có bốn công đức thành tựu tu hành chân chánh hãy nên biết những gì là bốn một là trong một cõi phật thân chẳng lay động mà ứng hóa đủ mọi thứ trọn khắp mười phương như thật tu hành thường làm phật sự kệ rằng cõi an lạc thanh tịnh thường chuyển vô cấu luân hóa phật bồ tát nhật như tu di trụ trì nở hoa trong buồng lầy cho chúng sanh. Hai, là ứng hóa thân của các ngài, các vị Bồ Tát trong cực lạc, trong hết thảy thời, chẳng trước, chẳng sau, nhất tâm, nhất niệm, tỏa quang minh lớn thảy đều có thể tới khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh, các thứ phương tiện, các hành vi tu hành đều nhằm diệt trừ nỗi khổ của hết thảy chúng sanh, kệ rằng: Sáng trang nghiêm không nhơ, một niệm và một thời chiếu khắp các Phật hội, lợi ích trọn muôn loài. Ba Là các ngài trong hết thảy các thế giới, chiếu đại chúng trong hội của chư Phật chẳng sót, vô lượng cúng dường rộng lớn, cung kính tán thán công đức của chư Phật như lai chẳng sót. Kệ rằng, mưa nhạc trời, áo hoa, diệu hương để cúng dường, tán công đức chư Phật, chẳng có tâm phân biệt. Bốn là trong hết thảy các thế giới ở mười phương, chỗ nào không có tam bảo, biển cả công đức Phật, pháp, tăng bảo trụ trì trang nghiêm, các ngài sẽ dạy trọn khắp, khiến cho họ hiểu Phật pháp mà như thật tu hành, kệ rằng thế giới nào chẳng có, Phật pháp công đức bảo, tôi đều nguyện vãng sanh, dạy Phật pháp như Phật. Lại nữa, như trên đây đã nói quan sát sự trang nghiêm do công đức thành tựu nơi cõi Phật, sự trang nghiêm do công đức thành tựu của Phật sự trang nghiêm do công đức thành tựu của bồ tát ba món thành tựu ấy trang nghiêm nguyện tâm hãy nên biết nói đại lược thì sẽ gộp vào trong một câu pháp một câu pháp nghĩa là một câu thanh tịnh câu thanh tịnh chính là pháp thân chân thật trí huệ vô vi sự thanh tịnh ấy có hai loại hãy nên biết những gì là hai loại một là khí thế gian thanh tịnh hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh Khí thế gian thanh tịnh là như trước đó đã nói 17 thứ trang nghiêm do công đức thành tựu của cõi Phật thì gọi là khí thế gian thanh tịnh. Chúng sanh thế gian thanh tịnh là như trên đây đã nói 8 thứ trang nghiêm do công đức thành tựu của Phật và 4 thứ trang nghiêm do công đức thành tựu của Bồ Tát thì gọi là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Một pháp cú như thế gồm trọn hai loại ý nghĩa thanh tịnh, hãy nên biết chỉ vào quán của Bồ Tát như thế, tu hành rộng hay lược, thành tựu tâm nhu nhuyễn, biết chư pháp rộng hay lược như thật, thành tựu phương tiện khéo để hồi hướng như thế. Những gì là phương tiện khéo hồi hướng của Bồ Tát? Phương tiện khéo hồi hướng của Bồ Tát là nói tới năm thứ tu hành như lễ bái, vân vân. Hết thảy công đức thiện căn đã tu tập chẳng vì nhằm duy trì sự vui sướng cho bản thân mà vì muốn dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh. Phát nguyện nhiếp thủ hết thảy chúng sanh cùng chung sanh về cõi Phật an lạc. Đó gọi là thành tựu phương tiện khéo hồi hướng của Bồ Tát. Bồ Tát khéo biết hồi hướng thành tựu như thế, liền có thể xa lìa ba thứ pháp trái nghịch Bồ Đề Môn. Những gì là ba? Một, là nương vào trí huệ môn, chẳng cầu sự vui sướng cho chính mình, xa lìa cái tâm tham đắm bản thân của chính mình vậy. Hai, là nương theo từ bi môn, dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh, xa lìa cái tâm chẳng an ổn chúng sanh. Ba, là nương vào phương tiện môn, tâm thương xót hết thảy chúng sanh, xa lìa cái tâm cung kính, cúng dường thân tâm của chính mình. Đó gọi là xa lìa ba thứ trái nghịch bồ đề môn. Bồ Tát xa lìa ba thứ pháp trái nghịch bồ đề môn như vậy sẽ được trọn đủ ba thứ pháp tùy thuận bồ đề môn. Những gì là ba thứ? Một, là tâm vô nhiễm thanh tịnh, do chẳng vì bản thân mà cầu các sự vui. Hai, là cái tâm an thanh tịnh, do dẹp trừ nỗi khổ cho hết thảy chúng sanh. Ba, là lạc thanh tịnh tâm, do khiến cho hết thảy chúng sanh đắc đại bồ đề, do nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi nước ấy. Đấy gọi là ba thứ pháp trọn đủ tùy thuận bồ đề môn, hãy nên biết. Ba môn trí huệ, từ bi và phương tiện như đã nói trên đã gồm thâu bát nhã, bát nhã nhiếp thủ phương tiện, hãy nên biết. Trên đây đã nói, xa lì cái tâm chấp ngã, chẳng tham đắm bản thân, xa lì cái tâm chẳng an ổn chúng sanh, xa lì cái tâm cúng dường, cung kính bản thân. Ba pháp ấy sẽ xa lì những thứ ngăn chướng Bồ đề tâm, hãy nên biết như thế. Tâm vô nhiễm thanh tịnh, tâm an thanh tịnh, tâm lạc thanh tịnh như vừa nói trên đây, đối với ba thứ tâm ấy, nói đại lược thì đều quy vào một chỗ thành tựu chính là chân tâm thù thắng diệu lạc, hãy nên biết như thế. Hãy nên biết Bồ tát có tâm trí huệ, tâm phương tiện, tâm vô chướng chân tâm thù thắng có thể sanh về cõi nước thanh tịnh của Phật như vậy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy thuận năm thứ pháp môn, những gì đã làm đều tùy ý tự tại thành tựu. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, trí nghiệp, phương tiện trí nghiệp như đã nói trên đây đều tùy thuận pháp môn. Lại có năm loại môn, theo thứ tự mà dần dần thành tựu năm loại công đức, hãy nên biết. Những gì là năm môn? Một, là cận môn, hai, là đại hội chúng môn, ba, là trạch môn, 4 là ốc môn, 5 là viên lâm du hí địa môn. Trong năm loại môn ấy, bốn môn đầu thành tựu, nhập công đức, môn thứ năm thành tựu, xuất công đức. Môn thứ nhất để nhập chính là dùng lễ bái A Di Đà Phật hồng sanh về cõi ấy, được sanh về thế giới an lạc thì gọi là môn thứ nhất để nhập. Môn thứ hai để nhập là do tán tháng A-di-đà Phật, tùy thuận danh nghĩa mà xưng tụng danh hiệu Như Lai, nương theo quang minh trí tướng của Như Lai để tu hành, bèn được dự vào đại chúng trong đại hội, thì gọi là Môn thứ hai để nhập. Môn thứ ba để nhập là do nhất tâm chuyên niệm, phát nguyện sanh về cõi ấy, tu hành Samatha tịch tỉnh tam muội được vào trong thế giới liên hoa tạng, đó gọi là môn thứ ba để nhập. Môn thứ tư để nhập là do chuyên niệm, quan sát sự trang nghiêm màu nhiệm trong cõi ấy, tu quán, đến được chỗ ấy, thọ dụng các thứ niềm vui pháp vị, thì gọi là môn thứ tư để nhập. Môn thứ năm để xuất. Do đại từ bi, quan sát hết thảy chúng sanh khổ não, thì hiện ứng hóa thân trở vào vườn sanh tử, rừng phiền não mà du hí thần thông, đạt tới chỗ giáo hóa, dùng sức bổ nguyện để hồi hướng, thì gọi là môn thứ năm để xuất. Bốn loại môn nhập của Bồ Tát nhằm thành tựu hạnh tự lợi, hãy nên biết. Môn thứ năm của Bồ Tát là xuất nhằm thành tựu hạnh hồi hướng lợi ích người khác, hãy nên biết. Bồ Tát tu năm hạnh môn như vậy, tự lợi, lợi người khác. Màu chóng thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Vô lượng thọ kinh, ưu bà đề xá, nguyện sanh kệ Chung